tuần này, cùng nhau hái lộc đón chào hai đội chơi đến từ tỉnh Đồng Tháp. Con gì? Con thỏ. Đúng rồi. Đúng rồi. Số điểm tuyệt đối trong vòng cùng nhau giải đáp sẽ thuộc về đội Đồng Xanh Tháp 10 hay Đồng Vàng Cao Lãnh. Trong các loại bánh, bánh đúc, bánh chè, bánh gai, dịch bánh nào có xương? Bánh chè. Chính xác. Chính xác. Hai đội trưởng Ngọc Tưởng và Lâm Thắng có giúp đội mình chiến thắng ngoạn mục trong cùng nhau góp sức không? Chinh phục vòng vây may mắn để cùng nhau hái lộc sẽ là đội nào? Mời quý vị khán giả đón xem tập 13 chương trình Cùng Nhau Hái Lộc phát sóng lúc 17h40 phút Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.